Mời quý vị theo dõi buổi xổ số mở thưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang. Loại vé 6 chữ số có mệnh giá 10.000 đồng. Kỳ vé K3T4 mở thưởng ngày 20 tháng 4 năm 2024. Được vé số mở thưởng tại số 151 đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Giải 100.000 đồng, các vé mang số 7, 4. Giải 200.000 đồng, các vé mang số 1, 2, 0. Giải 400.000 đồng, các vé mang số 5, 1, 3, 8, 8, 8, 0, 1, 1, 9, 7, 7. Giải 1 triệu đồng, các vé mang số 9, 2, 4, 8. Giải 3 triệu đồng, các vé mang số 8, 7, 6, 0, 8, 2, 2, 8, 7, 0, 9, 4, 6, 3, 2, 6, 3, 0, 8, 2, 3, 1, 6, 8, 0, 5, 4, 8, 8, 3, 5, 9, 3, 0, 7. Giải 10 triệu đồng, các vé mang số 4, 8, 9, 2, 8, 3, 9, 7, 1, 6. Giải 15 triệu đồng, các vé mang số 3, 6, 8, 4, 3. Giải 30 triệu đồng, các vé mang số 8, 9, 5, 3, 2. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 2, 7, 1, 1, 5, 4. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một số ở hàng trăm ngàn. Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang xin thông báo kết quả giải đặc biệt kỳ vé K2T4 đã trúng thưởng trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, được phát hành tại đại lý vé số cấp 1 Mai Hữu Ánh.